Hello mọi người đã quay trở lại kênh Top 1 Telnet của mình nha. Tiếp tục với hành trình chinh phục số sâu câu nhất của mùa này luôn nha anh em ơi. Mục tiêu mình đạt ra là 100 sâu nha anh em ơi. Anh em nhớ cho mình một like này, một đăng ký kênh này, một subscribe nha, để mình có động lực leo lên 100 sâu của mùa này luôn anh em. Hiện tại thì mình đã tầm mười mấy sâu rồi mọi người, 12-13 sâu rồi. Mấy bữa nay mình bận quá mình không có ra video cho anh em xem, với là mình đi làm công việc nữa mọi người. Nay cũng cố gắng là cài lên 100 sâu nha anh em ơi. Đấy, anh em cứ thông cảm nha, mình không có ra video nhiều được. Trận này được cái là tên mình được có thằng Grab này anh em ơi. Đấy, hay thấy Grab là mình ưng rồi nha mọi người. Dù gì thì cũng có một cái skill là đó làm cho tên bọn ó mạnh nha. Đấy, kéo dù như kéo trúng là ok, còn kéo chập thì tên bọn lầm bọn thôi. Nhưng mà trận này thì mình thấy cũng căng kèo anh em ơi. World Cup thì thằng này nó bự lòm lại sức mạnh nè mọi người. Nó được tăng sức mạnh nha. Thấy anh em chơi rất là nhiều World Cup luôn. Alando tên mình cũng vậy. Thằng này đánh cũng ok nè mọi người. Nhưng mà không biết là nó bật C thì biết đánh như thế nào nha. Rồi, vô trận đấu thôi anh em ơi. Đầu game thì mình luyên thiên anh em sơ sơ cho vui thôi nha mọi người. Vô trận đấu là phải tập trung rất là căng nổ anh em. Đầu mùa rồi đầu trận thì mình nhầm xíu nha. Đầu trận rồi thì mình không có lên câu nha mọi người. Trong khi đó thì Grad của mình đã đi qua đường mid rồi. Nên thôi, mình cứ ở đường rồng này ăn mấy con tinh linh nhẹ rồi. Có gì rồi mình lên mình form nha. Ở beta mùa này á thì chắc chắn là Grad nó sẽ đi ganh thằng đường mid rồi mọi người. Không riêng gì mùa này nha, mùa trước thì mùa trước nữa cũng lại bay đi ganh nó đường mid thôi. Đang AD với nhau là tự lo liệu nha mọi người. Lụm ui ngon lành rồi. Cứ nghĩ là mình ra mình ăn không được mọi người. Chậm một giây nha. Đấy, chậm bớt một kill. Nhưng mà may quá là mình ăn được luôn. Thằng giúp cơ này đầu game mình đánh nó không lại ở đâu nha mọi người. Có gì lấy nào từ của bọn hỗ trợ thôi, luyện kim thôi. Chứ còn là bán là nó không lại đâu rồi. Không có đam nữa. Là bán sầu con trúng thấy ngày này mơ. Rồi, pha này thì team mình lan đông cực kỳ đông luôn ấy. Ba thằng luôn này. Nhưng mà tụi lan là có ý định là lưu về rồi. Nên thôi mình với Garat cũng về trụ luôn nha. Garat mở cái lâu của trụ trúng thì ok. Kiếm một mọn cho nó khá là thơm. Đầu game cũng được. Rồi lan đi vào 4 cho trước nha mọi người. Form đi. Kéo vô. Kéo chặt rồi. Nhưng mà trận này hơi căng nha, tên bọn nó 4 người lên này. Anh em đừng có ra sớm nha. Lên đâu của mình thì đang ăn kiên công rồi. Nên nếu mà tên bọn ăn được con Caesar này thì mình cũng ăn được con kiên công nha anh em ơi. Cướp bên em ơi. Ôi hay quá. Ê. Đường tranh thằng ủa. Đầu là mình thấy thằng Orlando nó ăn được một mạng của thằng ái của mình mà sao mình nó đòn chắc ở dưới đường Chaya mọi người. Đây, game hơi bị lag nha. Thằng Volcat kia nó đang làm lệ nó rất là mạnh luôn mọi người. Nó bấy thằng rừng của mình chạy, nó bấy thằng top của mình chạy lung tung kìa. Mạnh cực kỳ mạnh luôn. Người khỏe, đấy biết ngay mà nó lòng lại thế nào nó cũng khỏe nha anh em. Nhưng mà mèo anh em mèo chơi gặp ngựa này khó đánh lắm mọi người. Rồi pha này thì chắc XP này lên bằng lên số rồi, ok. Làm sao mà lưu về được nha. Trong khi đó thì tên mình ba người rồi, khá là mạnh luôn. 3-4 cái anti dùng đam vô thì chắc chắn là Omega tên bận lên bằng lên số rồi. Nhưng mà lâu rồi mình thấy thằng Omega nó chơi nha mọi người. Thằng này cực kỳ là trâu bò luôn. Nhưng mà lâu rồi mình thấy nó chơi nha. Thằng này nó có cái nội tờ là đánh vua trụ một. Ui thôi tóc biến về. Anh Grat ơi tha cho em nha. Anh Narok ơi tha cho em. Giờ trên đời Grat là vua trụ là có anh bán đâu mọi người. Không có thì mình lui về luôn nha. Thôi về. Đấy, mày đầu kéo được thằng Nat á thì mình bán về Park nữa mình kiếm hỗ trợ. Nhưng mà thôi, không kéo được thì thôi lui về.
mới nhắc thằng NASA mà nắm xuống tới dưới cái đường top rồi kìa mọi người. Nên là thấy không, anh em một tay Nagarok chơi rừng hay nha, skin đẹp này, rồi thông thạo bật ác nữa nha, có khi nhiều khi nó có top trong đó mọi người. Trận này khá là nhờn nha, phải đánh cô khá là nhờn. Lầu sốc đâm gõ một thằng lên mận này hay quá. Lendo ơi, dùng anh Tây sốc đâm vô tường nha. Đây, anh Tây này bay rồi. Nhưng mà mic có tên bận đang xuống này, lụm luôn. Ôi, Crash mình đã nằm xuống rồi mọi người, chạy không nổi luôn. Nhưng mà pha này thì quanh cho lại bán. Ôi, anh Lendo này. Ôi, quanh này cúng mận cho thằng mic. Cứ hô mận là dậy nha mọi người. Này, trời, càng quá. Mình ăn được hơi mòn rồi, thôi giờ là mình sẽ biến về hồi máu nha. Lên câu một chút là đâu Nagarok mới ra đây canh là toan hơn mọi người. Trận này được cái là tem mận trâu vào quá nên mình sẽ lên cái quyết cung trước nha. Có gì để nó xuyên giáp một chút. Này thằng Omega nó 279 giáp luôn mọi người. Mình chưa có lên được cái món giáp nào hay nên chắc chắn là chắc tầm trăm mấy 200 thôi. Này thôi cứ lên một cái món xuyên giáp chút kê. Ôi kéo phải mày chặt luôn kìa. Mặc anh Tây luôn chứ mới ghê chứ. Rat này dùng phí anh Tây nha. Kéo trúng rồi mới dùng anh Tây. Từ từ thôi, bị nó đông lắm mình không có dám ra luôn mọi người. Lầm được đồng rồi, không được rồi, thôi lui về nha. Kéo nó lại. AB mình cũng đang khá là trâu nha mọi người, đang căng tem được chỗ đó nha. Ok, có được cái song đô rồi á. Này bán nó rất là nhanh luôn mọi người. Cái lực đam nó cũng khá là ok nha, tầm chiếm hàng tầm 300 bái á mọi người. Này thôi bán nó bấy nhiêu là cũng ok rồi. Từ từ rồi anh em lên đồ rồi bán tiếp nha. Không cần phải vội đâu. Nhiều anh em chê là tao chế đoạn đầu game bán không thấm. Ui hay quá. Nhưng mà chắc là nó dở rồi mọi người. Từ nãy giờ nó chưa dùng thì mình sẽ đoán được là Omega nó sẽ dở nha. Mấy bữa nay trời mưa mọi người nên cũng hơi bị cỏm nha. Mình nói cái giận nó hơi ồ chút nên em không cỏm. Hay quá, làm một kill. Bán cực kỳ nhanh lắm mọi người. Thôi đó mình không hiểu sao mình bán vậy mà không tắp. Ui hay quá kìa. Lầm ngon lành luôn. Lầm luôn cái trụ này mọi người. Ngon lành. Nhưng mà mít nó lên kìa. Ui. Tôi là kéo qua bên đó rồi. Nagarok này anh em ơi, xong vào. Ôi toàn rồi. Cái thật sự nha. Phần đó mình cũng ẩu mọi người. Đừng hâm mận nữa. Hay rồi, thôi về luôn đi, đang win cut kìa. Ôi hay rồi anh em ơi. Đấy, nó lên ngựa rồi kìa. Một thằng mình nó căng, có thể căng ba thằng này luôn ấy. Nó lầm Tulane rồi, Tulane phải dùng tốc biến thôi nha. Quanh trở lại hơi ông này thì đang đánh nhau rồi kìa. Lầm được không? Lầm này. Ôi top cho mình là nằm xuống rồi anh em ơi. Mình thấy quýnh thằng Omega nó trắng máu rồi. Nhưng mà là tại sao là không ăn mòn được qua đó nha. Phát tiếc luôn nha. Rồi hồn sinh lên thì mình sẽ lên lại cái đường mic mọi người. Đường mic đang có lính nè. Anh em di chuyển lên form nha. Nhìn này mình thấy có tóc đánh có chí mòn rồi mọi người. Ok rồi đó. Nó mạnh được xíu nha. Kéo con bùi xanh đó. Kéo con bùi xanh đó kìa. Ôi hay rồi. Lầm một hàng này. Ôi anh Garat mình đông quá mà đó. Nhưng mà không phải trả giá đó mọi người. Cũng phải nằm xuống rồi anh em ơi. Giờ này thì có thằng AD thì bọn xuống rồi. Nên thôi mình lui về nha. Này nó xuống kìa. Mình sẽ ra đi anh em ơi. Mình hiện tại là mình đã hỗ trợ tóm mận rồi mọi người. Trong khi tem đó mình em 16 mận nha. Thì mình hỗ trợ được một nửa của tem luôn ấy. Mình ăn thêm 2 mận nữa. Ôi trời ơi, AD mà đi hỗ trợ như thế này là toan rồi nha mọi người. Đấy. Mình lấy luôn mấy cái đợt lính này mình sẽ lui về sớm nha mọi người. Thằng Nagarok nó đang đâu đây nè. Nên thôi mình cứ lui về sớm nha. Rồi mình lên cái trực thần cung luôn. Tem bọn trâu quá nên lên trực thần cung nha mọi người.
này chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu, bán nằm sau quá không, ui ui ăn được mận không, rồi con lại ăn được một mận rồi, mình bán thế mình tưởng không có thấm một người, nhưng mà cuối cùng nó cũng nổ phát cuối cùng nha. Chỗ đây nãy mình thấy có thấy thằng nồi chỗ đây này, không biết nó đâu đây này. Đây đang qua đây anh em ơi, đừng vội nha. Lụm con bồ đỏ đã này, lái luôn cái trụ ok rồi, giờ này xong mới lái luôn cái trụ siêu cấp nha mọi người. Nờ góc này chắc nó ăn mất con bồ xanh dưới kia rồi mọi người. Nó phải di chuyển lên nha. Giờ này thì mình sẽ ép qua top nha mọi người. À, thôi có lính lên đường mid cái này. Tranh thủ ép đường mid nha. Một quên cấp này, quên cấp xuống ngựa rồi, 5 giây nữa nó mới hết được mọi người, tốc biến ra nha. Là một kill này, ui hai kill này, nhưng mà team mình cũng phải trả giá một mình grab rồi anh em, hay lắm hay lắm hay lắm top ơi. Ba kill này, ra đây ra đây, đấy đủ đồ là anh em bán vô tư thôi nha, rồi lấy luôn cái trụ ra đây mọi người ơi, có thằng Jinna nhưng mà Jinna nó đâu mất rồi, chắc là mình nghĩ là nó về nó hồi máu rồi mọi người, giờ này mình sẽ lan luôn cây nanh nha, bán cho thấm nha mọi người, không cần vợ, Jinna này. Lầm luôn mục tiêu của Jinna nha anh em ơi, lái lên cái trụ siêu cấp này nữa nha mọi người ha, trụ siêu cấp này mình sẽ di chuyển lên cái đường trang để mình lái trụ cấp. Ôi quên cá nó biết thông kê mình kìa mọi người ơi, ôi trời ơi, ôi về ấy nờ róc nó lên nó bắt mình lẻ biết sao mọi người, mình phải nằm xuống rồi anh em ơi, rất là buồn luôn nha, nhưng mà tên mình lái được hai trụ siêu cấp rồi cũng ok rồi. Giờ trận thi đấu này là mình đợi mình ra mình sẽ quyết định là mình sẽ ăn con King Kong nữa là mình sẽ lên win nha mọi người. King Kong thì tầm 50 giây nó sẽ xuất hiện ấy. Team mình thì đang có ý định là lấy luôn cái trụ siêu cấp này. Hồi hay rồi, thôi mình về đi. Về ăn King Kong, 40 mấy giây nữa kìa. Ok không được thì thôi, về luôn anh em ơi. Này nát nó cần ra rồi kìa. Rồi ăn King Kong này. Trận này con King Kong này sẽ quyết định nha mọi người. Ăn được con King Kong mà là win luôn ấy. Rồi có gần nó xuống rồi mình nhường con bùi xanh này. King Kong này anh em ơi. King Kong xăng là mình đẩy luôn cái trụ ở đường mà top là mình win luôn nha mọi người. Ok. Rồi anh em lên đường top này, lái luôn cái trụ cuối cùng nha. Trụ cấp cuối cùng là ví dụ như mình có bị quét sạch thì vẫn may là có được lính sơ cấp nó bổ vệ cái trụ của nhà chính của mình. Mình chưa một lần mình bán trụ luôn nha anh em. Mình giờ này quấy vật rồi, trụ này mình đối với mình là nửa cây như thế này mình bán vô tư. Xong một cái đợt chiêu mộc là ok. Trâu này tập biến nhà, đừng cho anh nhảy tới này. Ok. Nát cũng lành mà năm số gần ra rồi. Thì chắc chắn giờ này không có là bác lẻ mình được hết mọi người. Này mình có ý định, mình sẽ có ý định lụm này thôi về nha. Đừng nát nó bị nó ra này 3 giây nữa nè anh em ơi. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem mấy clip của mình nha. Nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh các bạn anh em.